Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Nghe cô Út nhớ cải lương miền Nam. Nhớ về một giọng ca đi vào lịch sử cải lương miền Nam, khi những ngôi sao lóe sáng trên bầu trời mới biết chúng ta đang ở thăm thẳm đêm đen như thế nào của cải lương hôm nay. Kỷ niệm 5 năm ngày mất của bà, nghệ sĩ Út Bạch Lan, 2016-2021. Người trong xóm kể rằng đám tang của cô Út không quá rình rang, vì con cháu trọng ý của cô, một người quen cuộc sống nhẹ nhàng, sống bằng tấm lòng chứ không sống bằng hư danh. Từ lúc nằm bệnh, cô Út đã dặn con cháu rằng cô không cần mộ phần trọng vọng, thiêu và rải tro xuống sông, đất dành cho người còn sống. Cô nói, rồi cô dặn cũng không cần phải làm đám giỗ chi cho phiền, nhớ nhau để một chén cơm, vái đôi câu đã là có lòng vui hưởng. Cuộc đời một danh ca lừng lẫy Sài Gòn lục tỉnh, tên tuổi có lúc làm sốt ruột khách hâm mộ ở tận trời Tây. Vậy mà cô Út mới thanh bạch và an nhiên làm sao? Giới cải lương hay nhắc chuyện cô được khuyên làm đơn để xin danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nhưng cô Út nói thôi. Không phải ai cũng hiểu được cô Út. Là một Phật tử, cô Út tin rằng mang một danh phận cũng không khác gì mang thêm một nghiệp mới nơi trần gian mà cô Út thấy mình đã được rất nhiều. Trong một vài cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi về chuyện này, cô Út cười thiệt thà mà nói, chuyện nhà nước muốn tặng danh hiệu cũng là một vinh dự, nhưng Út thì chỉ thấy thêm nữa cũng không làm gì. Lúc mình lên sân khấu, thấy người ta vỗ tay, hết bài, khán giả người ta lên ôm mình, khóc với mình, rồi hung mình. Ôi vậy là đủ, làm Út vui lắm rồi. Ngày cô Út thôi hát trên trần gian, chắc cô sẽ còn thương sân khấu, thương khán giả nhiều hơn khi chứng kiến thế hệ nghệ sĩ sau cô rơi nước mắt như mưa. Trong những video tình cờ ghi lại, có một người tựa như khuyết tật và ăn xin trên đường phố đã để tấm hình của cô tựa vào một cột đèn, để mấy cái bánh men, thắp một cây nhang rồi chắp tay vái cô. Khán giả miền Nam, cải lương miền Nam thương cô Út đứt ruột. Nói đến cải lương thì Sài Gòn, gia đình giống như Hollywood của Huê Kỳ, nơi dân đờn ca tài tử hát bội đổ về. Rồi cải lương ra đời với sự kết hợp trình diễn điệu bộ theo kiểu phương Tây, nhưng giữ nguyên nền nhạc cổ truyền, tạo nên một nét đặc sắc và nghệ thuật và giải trí của người dân miền Nam đầu thế kỷ 19. Khởi nguyên. Các nhà nghiên cứu đã ghi lại rằng nghệ thuật hát bội vốn là một trong những món nghệ thuật độc đáo của dân Ngũ Quảng miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Khi di dân mở cõi vào Nam đã mang theo và khiến không ít giới nhà giàu, quan lại triều đình say mê, cụ thể như quan Tổng Trấn, thành gia đình Lê Văn Duyệt, nuôi hẳn một ban hát bội để giải trí. Con của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi cũng mê hát bội không kém. Lúc mình lên sân khấu, thấy người ta vỗ tay, hết bài, khán giả người ta lên ôm mình, khóc với mình, rồi hung mình. Ôi vậy là đủ, làm Út vui lắm rồi. Nghệ sĩ Út Bạch Lan. Nhưng sau năm 1832, khi Lê Văn Duyệt mất đi, vua Minh Mạng lòng giận vẫn không nguôi chuyện riêng nên cho sang bằng mộ, xiềng lại và đúc chữ ghi rằng chỗ hoạn quan lộng quyền Lê Văn Duyệt chịu tội chết. 3 năm sau, khi Tần Diệt Lê Văn Khôi tội làm phản, vua Minh Mạng cấm hẳn hát bội trong một thời gian. Tài tử sao xác trốn đi, tìm nghề khác sinh sống nên hát bội ở miền Nam
yếu dần. Mãi đến năm 1874, khi người Pháp cai trị miền Nam, hát bội mới quay lại. Nhưng lúc đó, việc thưởng thức trở nên phổ biến hơn trong dân chúng, nên chuyện mỗi lần muốn thưởng thức phải mời cả một ban hát lại quá cầu kỳ hoặc tốn kém dựng rạp đãi người. Vì vậy, các gia chủ khi có đám tiệc hay muốn thưởng thức ngắn giờ, chỉ cần mời ít người đến hát, gọi là hát chập, thay đơn, đào kép, ngồi hát tại chỗ, không cần tô vẽ mặt rườm rà, thích đoạn nào hát đoạn đó, không cần lớp lang, mà dàn nhạc thì thu gọn lại, chỉ còn kiềm, cò, tranh, sáo. Ấy là buổi hình thành của nhạc tài tử. Giai thoại về đời cô Út kể lại rằng từ lúc mới 10 tuổi, khoảng năm 1945 đến năm 1946, Lan Bạc lên Sài Gòn, cô Út gặp anh thanh niên văn vị khiếm thị nhưng có ngón đàn thần sầu quỷ khóc. Cả hai cùng nhau lang thang xa cảng, chợ lớn, Sài Gòn để hát kiếm tiền nuôi gia đình. Khách nghe mới đầu chỉ định giải trí tạm, riết rồi cứ nhích tới gần, nghe rồi đòi nghe nữa. Ai cũng lạ lùng, hai đứa nhỏ có tuyệt kỹ của ngành đờn hát, thương mà cho tiền. Nhờ vậy cô Út và anh Văn Vị mới lây lất qua ngày, chờ đến lúc vụt sáng như những ngôi sao lớn trên sân khấu cải lương miền Nam. Vào thập niên năm 1950, tên của cô Út lừng danh cùng kép độc thành được. Lúc đó, khán giả coi tờ quảng cáo cũng để ý có cô Út Bạch Lan hay không. Đặc biệt, ngành ghi âm thu đĩa nhựa Việt Nam thời đó không thể nào thiếu cái tên Út Bạch Lan trong các tuồng định ra mắt. Một trong những đĩa gây hát chấn động thời đó là Thuyền Ra Cửa Biển, hãng dĩa Hồng Hoa, tập hợp toàn danh ca tài tử như Út Trà Ôn, Hoàng Giang, Minh Chí, Thanh Hương. Đặc biệt cô Út vai Chiêu Trúc Lệ và thành được vai Diệp Băng Đình cũng hớp hồn không biết bao nhiêu khán giả. Có một chi tiết khá đặc biệt về chuyện này là cô Út nổi tiếng trước thành được, nhưng do lỡ thương anh nghệ sĩ này rồi nên khi bà bầu của gánh kim chưởng mời ký tái giao kèo, cô Út này nếu vậy thì phải ký thêm giao kèo với thành được. Khi thấy hai người hát ăn ý mà thành được cũng quá xuất sắc, bà bầu gánh kim chưởng làm liền. Và đó cũng là lý do mà cả hai xuất hiện đồng diễn trong tuồng Thuyền Ra Cửa Biển. Lịch sử ghi âm Việt Nam có ghi nhận bản tân nhạc đầu tiên được ghi âm là bài Kiếp Hoa năm 1938 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên, phổ thơ Nguyễn Văn Cổn, người ở Huế. Nhưng thật sự tạo ra một thị trường rộng lớn và thu về vô số tiền bạc lại là dĩa cải lương miền Nam. Tuồng Thuyền Ra Cửa Biển là một trong những ví dụ. Thậm chí thời đó, khán giả đài phát thanh mê mệt, yêu cầu nhiều quá, đến mức đài phải mua bản quyền phát đi phát lại cả năm. Chỉ nhiêu đó, tiền đã không biết bao nhiêu mà kể. Khán giả miền Nam thời đó chịu móc tiền túi mua dĩa hát lắm, nhưng đặc biệt là phải dòm coi có tên danh ca như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thành Được, Hữu Phước hay không mới mua. Thậm chí có những tuồng không kịp thu âm nhưng bài ca thì hay quá, khiến dân chúng phải đi mua các bản in lời bài ca, hồi xưa gọi là bài ca nhỏ. Lúc này thì người Hoa cũng nhảy vô kinh doanh bài ca nhỏ, vì bán chạy vô cùng mà lại dễ làm. Một bài ca có mấy cắt ai cũng mua được, mà sẵn có đài phát thanh như quảng cáo dùm, giờ chỉ đem ra chợ khắp mọi miền mà bán thôi. Thập niên 1970, thời của truyền hình đưa những ngôi sao cải lương truyền hình xuất hiện như Thanh Nga, Mộng Tuyền, Kim Ngọc, Dũng Thanh Lâm, nhưng cũng là thời đánh dấu một giai đoạn sân khấu truyền thống của cải lương miền Nam suy yếu. Chuyện xưa ghi lại rằng vào Tết âm lịch Canh Tuất 1970,
đoàn Giả Lý Hương đang thu tiền ầm ầm, tự nhiên đến suốt 8 giờ tối ở rạp Quốc Thanh lại vắng teo, thu về được có gần 300.000 đồng. Hóa ra trước đó, đoàn nhận lời thu hình tuồng cho truyền hình, được tiền tưởng bở. Ngay giờ đó, truyền hình chiếu đúng tuồng của đoàn Giả Lý Hương đang diễn, được coi miễn phí mà lại qua TV nên dân chúng chọn ở nhà. Đó là một trong những bài học về cuộc xung đột đầu tiên của truyền hình và sân khấu cải lương miền Nam. Cũng vì thâm hụt nên sau đó, ít lâu, có đến 7 đoàn hát ở Sài Gòn hợp lại, ra quyết định là cùng nhau không đụng vô truyền hình để còn sống sót. Nghe cô Út nỉ non sầu muộn mà nhớ cải lương miền Nam, ngành ca hát ra đời với sự kết hợp lời thoại và điều bộ diễn xuất của kịch nghệ phương Tây, âm nhạc thì truyền thống và tuồng tích là những drama thượng thừa, không thua gì các kịch bản trên thế giới. Lúc này, dường như những drama lặng lẽ hơn bao giờ hết, nhất là khi thiếu vắng những tượng đài lớn như cô Út Bạch Lan. Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ nhà nghiên cứu ngành mai, nhà nghiên cứu Nguyễn Tuấn Khanh, tạp chí Nông Cổ Miến Đàm, Du Ngoạn trong âm nhạc truyền thống Việt Nam của Trần Văn Khê. Thank you.
giữa cò bay thẳng cánh, gặt hái dừa đồ trắng liềm. Dừa đồ trắng liềm. Mười mấy năm rồi gì nhỉ, lạc loài xa mãi cố hương. Giờ đây ngồi mà suy nghĩ, lòng dạ ai người không thương. Ai người không thương. Quê mình ai còn ai mất đi, rồi gươm súng mùa thu. Khóc mãi từng đêm lưu lạc, nói ra thêm oán thêm thù. Có về làm sao ngày ngày, xe cô có dễ dàng không? Kháng chiến người đi chưa lại, lúa khô héo cả ruộng đồng. Ông ngoại chắc già ghê lắm, mấy người gì nữa nhưng thôi. Đất cằn quê hương nứt ràn, kể thêm đau lòng gì ơi. Đau lòng gì ơi. Dù sao cũng là xứ sở đói nghèo, đừng lạc tình thương. Mười năm không cung không dỗ, vì về ấm lại khói hương.